cuối cùng phải thắng được một cái gì đó. Thắng gia đình mình đang xem mình đó. Đúng, phải thắng. Có làm đúng phi tụi em nương tựa sai người sao? Anh đâu có đề nghị đổi đội không? Thắng, quyết thắng. Thua là thua luôn, thua đau luôn, cho nó trở thành huyền thoại. Chưa có ai thua 4 cái liên tục à? Chưa có ai mà thua mà nhã nhụt như vậy. Đúng, chưa có ai thiệt luôn á. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi này thì An biết rồi. Phi nếu mà chưa rành lắm thì mình chơi sau. Dạ. Đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Đúng rồi, em cho nha. Cho em áo mưa với. Áo mưa. Không. Ai cho bận? Ai cho bận? Không bận gì cả. Nhưng tin cho bận. Như vậy thì tôi không phục. Như vậy thì tôi không phục. Em bận để không lấy cái váy ập lên mặt như anh. Thôi bận đi. Trời, em không bận. Vậy đó, rồi. Người ta muốn bận, người ta bận. Không bận. Không bận có thể luật chơi ngu. Không cho ai bận cả. Em, ngồi xuống. Sao vậy? Không em, mình phải chơi to nét. Tôi lớn, tôi đi đầu rồi. Anh lớn đầu mà còn chơi như vậy thì ai dám chơi cho anh? Kìa, có hai cái kiến nó lấy luôn hai cái đó đội. Sao không thấy thêm cái lấy thêm cái quần đội lên? Ông ngoài kìa. Không, mình vũ tóc luôn. Trời, khó như vậy hả? Đi hết rồi. Mời quả sushi, em đang cái gì? Em ra cái kéo, không cần thắng ngân à. Em ra cái búa. Hai, ba. Tôi nói rồi, không né. Em cố tình mà. Em cố tình mà. Điên hả? Em cố tình đúng không? Em cố tình thua mà. Ok lá, cho em chơi môn này ngon nè. Kể tên các nghệ sĩ có ba chữ trở lên của Việt Nam. Trương Thế Vinh. Lâm Vĩ Dạ. Năm. Bốn. Có chàng trai viết lên cây. Hai. Hồ Văn Hiếu. Phan Mạnh Quỳnh. Tống Gia Vĩ. Hứa Minh Đạt. Lâm Chấn Huy. Lâm Chấn Khang. Hàng Thái Tú. Ngô. Lâm Chấn Huy. Ưng Hoàng Phúc. Ngô. Ngô Kiến Huy. Nguyễn Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh. Nguyễn Thu Thủy. Trương Quỳnh Anh. Lý Nhã Kỳ. Ngô Thanh Vân. Ba chữ trở lên nha. Võ Hoàng. Mấy chữ? Nguyễn Thanh Hằng. Tiến Luật. Nguyễn Tiến Luật. Ninh Dương. Ninh Dương Lan Ngọc. Lê Huỳnh Thúy Ngân. Võ Vũ Trường Giang. Nguyễn Hoàng Phi. Nguyễn Hoàng Phi. Em tên Lê đó mày. Lê Hoàng Phi. Lê. La 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 la. Yeah. Đúng rồi, phải như vậy đó. Cứ thế tiến lên đàn đội ơi. Mời công tử ngồi. Công tử không biết mà trả lời như đúng rồi. Mình bất nổ lại. Đó, nẹp bô rồi. Nẹp bô liền ngân ơi. Láo thật. Rồi, quả tôi xì. Một, hai. Thắng. Kể tên các loại trái cây có muối. Có muối. Bích. Cam. Sầu riêng. Quýt. Bưởi. Chanh. Tắc. Bon bon. Năm. Măng cụt. Năm. Bốn. Cherry có muối. Có muối. Muối chấm á. Cherry. Cherry có khía. Ba khía ba muối nha. Khía là khác. Khía khác. Đúng rồi, khía khác muối khác. Khía khác muối khác. Anh đừng có xạo chữ nha. Tôi anh xúi tôi không bảo vừa xong anh xúi là sorry. Mình thắng hai lượt rồi. Dạ hai lượt rồi. Chắc chắn thắng rồi. Thắng rồi là thắng rồi đó. Mà vẫn bị phạt ở cuối chương trình. Hả? Đúng không? Là còn phạt nữa hả? Còn chứ. Quả tôi xì. Một, hai, ba. Thắng. Ủa? Quên nữa, cái này đâu cần thắng đâu. Sao? Mình vẫn thắng như thường. Ok. Kẻ tên các loài động vật có sừng. Trâu. Bò. Tê giác. Nai. Đinh dương. Dê. Hà mã. Hà mã có cái sừng nhỏ mà. Hà mã có sừng nhu mà. Hà mã có sừng. Ai chống cự? Không có. Hà mã có sừng rõ ràng. Đúng. Tuần. Anh suy nghĩ lâu quá thua luôn. Tuần lâm. Con rắn. Tuần lộc. Con rắn. Con rắn có sừng hả? Có rắn có sừng. Có. Khoan, có. Khoan, nghiên cứu gì cũng lần trước. Con lân là một con vật về phong thủy và tâm linh. Nó không phải là con vật có thật. Đúng rồi, nhưng mà bột ập lên đầu là có thật. Ủa mà anh Vinh. Ủa nếu vậy thì con tì hưu thì sao? Mày vẫn ai nói tì hưu đâu. Con hưu.
Trời ơi. Vậy là Ngân thắng rồi, thắng trọn vẹn. Bây giờ vậy, có ai thách đố ai không? 5 ký bột. Theo. Có thêm nữa. Bà đây ai? Ôi, có với Lan Ngọc nữa. On in. Hai anh em mình vô đây ngồi luôn. Chơi luôn anh trai. Sợ gì mà không bước vô. Ba đứa bước ngay. Chơi luôn, có phước cùng hưởng, có quà cùng chia. Tới đây. Vô đây. Vô đây Ngân. À, quả tôi xì chứ hả? Tôi xì luôn. Người chơi thì quả gì? Đã gì? Tôi là cái bao. Không, em ra cái búa. 3, 2, 1. Rồi, nó phản. Rồi, tập trung nha. Kể tên các loại bánh được gói bằng lá. Bánh ít. Bảy, bánh đen ta. Đổi câu hỏi. Em ra cái búa. Ra gì? Tôi ra cái bao. 2, 3. Thiệt là tức quá đi. Kể tên các loài động vật có mắt lồi. Cá mắt lồi. Con khoan. Cá mắt lồi là cái gì ạ? Con cá ba đuôi mắt lồi đó. Thôi đổi câu hỏi đi. Cái đó gọi là cá ba đuôi á. Mới vô. Cảm ơn hai ông. Mình thắng rồi. Thiệt luôn á, tôi sợ ghê. Bớt nấu lại chỗ này chúng ta đang ngồi chùa. Câu này rất đơn giản vì ai cũng đã từng biết. Nếu hồi xưa có đi học. Em nghĩ là không trả lời được là không có đi học á. Học yếu ổn không ta? Kể tên các môn học có ở cấp 3. Toán, lý, hóa, sử, sinh, văn. Bên kia văn vậy là thua đĩa nha. Đĩa. Thể dục. Anh văn. Tin học. Năm. Anh có đi học không? Anh có lý. Đi học không? Lý. Lý rồi. Đại cương. Năm. Bốn. Toán hình học. Là toán. Không. Toán có hai môn lận anh. Toán thôi. Nhưng mà là một thôi. Toán hình đúng không? Bốn. Cái gì? Công dân. Giáo dục công dân. Giáo dục quốc phòng. Chính xác. Ủa đứa nào giáo dục quốc phòng vậy? Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Bờ mỹ thuật. Hết rồi, anh chưa rồi. Gì dạ? Trời ơi. Ủa, thì sao nó bỏ tùm lum vậy? Ủa? Cái đạo này bị thua hả? Bỏ hết cái gì đó. Trung lắm nè. Tôi không làm gì đâu. Hai người trong đội tôi phải là đàn ông không vậy? Vừa trả lời sai một cái hai ổng phóng cái ào. Anh ngồi với không anh. Ai lôi em đi luôn á mọi người. Để một mình em ăn 5 ký bột. 5 ký bột ở dưới chân. Thiệt luôn á, em nghĩ hai người vậy với em luôn á. Không phải em, xin lỗi em. Trong lúc đội kia tự nhiên thấy đội kia đứng lên chạy, anh tưởng đâu chuyện gì anh chạy theo. Tin luôn á, không ai dắt em đi luôn. Anh vẫn ngồi với em mà, chẳng qua bột đó không dính anh thôi. Tại vì con búp bê vậy đó.